hóa đơn của điện thoại cái này mấy lúc bốn cái này bốn này mình thấy là có những cái nơi nó chấp nhận, nó tiếp nhận khách hàng tới trả tiền các cái bill điện thoại, nhưng mà nhiều khi mình trả tiền rồi nhưng mà tháng sau mình lại vẫn nhận cái bill mà đòi nợ tháng trước. Lý do là cái thời điểm mình trả tiền á thì cái nơi tiếp nhận họ chưa có xử lý ngay, họ để hồ sơ đó lại và hạn nhập vào cái cơ sở dữ liệu nội bộ của họ thôi chứ chưa có cập nhật về cơ sở dữ liệu trung tâm. Cho nên vào cái thời điểm mà in hóa đơn cho tháng sau á thì trong cơ sở dữ liệu trung tâm nó vẫn ghi nhận là mình còn nợ. Cho nên có thể là tới cuối tuần nó mới cập nhật vô, thì lúc đó là cái giấy báo nợ đã báo ra rồi, trong khi mình đã thanh toán tiền từ hợp đồng rồi. Chẳng hạn như vậy thì cái xử lý này là xử lý theo loan, tức là khi mà mình xử lý thì nó cũng ghi nhận là mình đã hoàn tất giao dịch rồi, nhưng mà cái giao dịch đó nó được ghi nhận lại cung cầu ở trong cái tin nhắn đó thôi, ở cái bộ phận bưu điện đó thôi, và nó chưa được cập nhật về cái bộ phận cơ sở dữ liệu trung tâm. Cho nên khi mà ở xử lý trung tâm mà họ truy xuất ra thì họ vẫn thấy là mình vẫn còn nợ. Đó là cái hạn chế của xử lý thao lô. Tuy nhiên xử lý thao lô thì nó được cái là